Thưa quý vị, Liên Âu cứu trợ phi luật Tân. Tin từ Brussels, cao ủy Liên Âu đã dùng 3 triệu euro thuộc quỹ khẩn cấp để giúp cho nạn nhân của bão Haiyan ở phi luật Tân. Nhân viên cứu cấp đang cố gắng tìm cách tới các vùng bị tàn phá ở miền Trung. Nhiều người còn sống đã mất người thân, mất hết mọi thứ. Họ không còn thực phẩm, nước uống, thuốc men và nơi tạm trú. Thi hài đã để thối rữa trên các cánh đồng, tạo ra lo ngại gây ra bệnh dịch. Các cơ quan quốc tế và các nước đang cố gắng tranh thủ thời gian để cứu giúp nạn nhân. Một nữ phát ngôn viên cao ủy Liên Âu cho biết, cao ủy đã đưa chuyên viên cứu trợ nhân đạo qua phi luật Tân để đánh giá các nhu cầu cấp thiết nhất. Cao ủy dùng 3 triệu euro để dùng cho nhu cầu cấp thiết tại các vùng bị thiệt hại nặng. Số tiền khẩn cấp này sẽ được trực tiếp trao cho nạn nhân qua các cơ quan thiện nguyện làm việc tại chỗ. Cao ủy đặc trách cứu trợ nhân đạo và đáp ứng khủng hoảng đã đưa ra 3 ưu tiên. Thứ nhất là phục hồi sự liên lạc với các vùng hẻo lánh. Thứ nhì là nhanh chóng phân phối cứu trợ khẩn cấp. Và thứ ba là cung cấp nơi tạm trú. Bão Haiyan là trận bão mạnh chưa từng có ở Thái Bình Dương, đã làm khoảng 10.000 người chết, tàn phá từ 70-80% kiến trúc tại những vùng trận bão đã đi qua.